em không có điều kiện đi học đại học. Em đã từng phải bỏ đại học một năm đi làm, tự kiếm tiền mua một cái laptop. Đến tháng 4 năm 2014 em ôn thi đại học và sau đó em thi đậu đại học kinh tế. Nhưng vì đại học FPT cho em học bổng 140%, nghĩa là ngoài tiền học còn cho em tiền ăn. Em nợ FPT một cái ơn. Cho nên nếu như giới thiệu được bất cứ một việc làm nào cho sinh viên FPT thì em sẵn sàng giới thiệu, và cái chuyện tiền bao nhiêu đó không phải là chuyện quan trọng với em. Ví dụ như bây giờ có những người biết em có một mạng lưới rất lớn. Alo em hả, anh đang cần một người designer. Ok anh, đọc requirement, em sẽ nốt lại, em sẽ giới thiệu cho các bạn. Em muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình chứ không phải dựa trên xương máu của người khác. Cái đó không liên quan gì xương máu người khác. Dạ, tại vì cái đó nếu như miếng cơm đối với em, nó không có thể tự sinh ra cũng không tự mất đi. Khi mà em giật miếng cơm đó thì chứng tỏ một cái headhunter khác đã bị mất một miếng cơm rồi.